Cô chú thấy được nỗi khổ của cháu rồi đấy ạ. Chỉ vì những chuyện này mà dự án bị phá hỏng. Dự án bị phá vỡ là bởi vì chị. Chị chơi chiêu trò với tôi ngay từ đầu cơ mà. Giờ thì tôi mới hiểu lý do tại sao mà chị không bao giờ có cơ hội với anh Đăng thêm một lần nào nữa. Đến khi nào em với tôi hàm hè chuyện của chị và Đăng trong quá khứ thế hả Nhi? Chú ạ, hôm nay cháu định hẹn Nhi đến đây để hai chị em cháu cùng xin lỗi chú. Nhưng cháu không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cháu thành thật xin lỗi ạ. Cháu xin phép. Đứng lại. Chị là người hẹn tôi ra đây mà có đúng không? Sao lại vội về thế? Chị cố tình dụ tôi ra đây để tôi bẻ mặt trước bố tôi, để bố hiểu lầm mọi thứ về tôi, đúng không? Nhi đang nói gì? Chị không hiểu. Gì? Bố, chị Trang đây là người đã hẹn gặp bố đúng không ạ? Đúng rồi, Trang hẹn gặp bố ở đây. Vậy coi như đây là lần đầu tiên mà hai người gặp nhau với vai trò là đối tác đầu tư ạ. Vậy mà chị Trang đây lại ngồi sụt sùi kể chuyện tình cảm cá nhân riêng tư là sao ạ? Chưa kể những lời chị nói chỉ toàn là giả dối thôi. Em nên tỉnh táo Nhi ạ. Đăng không đơn giản như những gì em nghĩ đâu. Chị là người hiểu rõ Đăng nhất mà. Tỉnh táo hay u mê, đó là việc của tôi. Còn Đăng, dù tốt hay xấu thì cũng là người yêu của tôi. Chú Vinh, chú cũng thấy đấy, Nhi luôn cảm tính trong mọi việc. Cảm tính hay sai lầm đi chăng nữa thì tôi vẫn là con gái của bố tôi. Có cô con gái bướng bỉnh như thế này chắc chú mệt mỏi lắm chú nhỉ? Trang này, cháu là một cô gái thông minh và khôn khéo. Chú nghĩ cháu nhận định chính xác tình huống này chứ nhỉ? Cháu mời chú ra đây để bàn việc đầu tư, nhưng cháu chỉ nói xấu chuyện riêng tư của Nhi và Đăng, là cộng sự của cháu. Đây, trong kinh doanh là tối kỵ, chắc cháu biết chứ. Cháu... Còn nữa, Vũ Tuệ Nhi cộng sự của cháu nhưng lại là con gái của chú. Vậy nên xét về mặt tình và lý, chú không thể ủng hộ cháu được. Chị nghĩ chị tới đây nói dăm ba điều hoa mỹ thì bố tôi sẽ tin chị mà mất lòng tin ở tôi à? Chị ngây thơ đến thế cơ à? Đúng. Có thể cháu sai lầm khi có mặt ở đây, vì cháu cứ nghĩ chú Vinh phải là người thấu tình đạt lý lắm cơ. Còn em đừng có tự tin thái quá vào năng lực của bản thân thế. Em chỉ đang dựa hơi vào bố em mà thôi. Tất cả những gì em có được là nhờ tiền của bố em. Kể cả Đăng